Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8 và ngày 9 tháng 6 tới đây. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn coi thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Tai nghe không dây siêu nhỏ, thiết bị thu phát được ngụy trang trong một số vật dụng như đồng hồ, bút viết, máy tính cầm tay, thẻ ATM, cúc áo là những thiết bị công nghệ cao thường được dùng để gian lận thi cử. Cùng với việc hướng dẫn nhận diện để ngăn chặn các thiết bị này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu quán triệt nghiêm túc quy chế thi đến từng cán bộ giáo viên tham gia làm thi và đặc biệt là các thí sinh. Để đảm bảo cái kỳ thi được an toàn và đạt kết quả cao thì về cái quy chế thi, nhà trường cũng đã phổ biến tới học sinh trong các giờ sinh hoạt lớp cũng như giờ chào cờ. Ngoài ra thì trong cái phiên họp phụ huynh, nhà trường cũng phổ biến rất rõ tới cha mẹ học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi, 19 đoàn công tác của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và nhiều đoàn của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh các quận, huyện, thị xã đã kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi. Báo cáo từ các đoàn cho thấy các địa phương, nhà trường đều chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn. Tại các điểm thi, các phòng làm việc cho điểm thi và phòng thi thì đã đảm bảo tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất. Thứ hai là đảm bảo các cái điều kiện về an ninh trật tự tại các cái điểm bên ngoài, đảm bảo cái việc là các cái cửa hàng photo rồi các cái hộ dân ngay sát điểm thi thì phối hợp với ban chỉ đạo, phối hợp với điểm thi thực hiện tốt cái công tác an ninh trật tự và an toàn, đặc biệt là an toàn nhất trong cái kỳ thi cho cái việc là sử dụng công nghệ cao, gian lận trong kỳ thi. Năm nay, toàn thành phố có hơn 117.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, chuyên và song bằng. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi. 30 ban chỉ đạo của quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tổ chức kỳ thi an toàn nhất cho các em học sinh, đảm bảo những điều kiện tốt nhất về vấn đề an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, vấn đề giao thông đi lại, vấn đề mà khắc phục những cái thời tiết cực đoan như là nóng quá hoặc có thể mưa lũ gây úng ngập, rồi vấn đề đảm bảo an toàn ở trong các trường học như là cây xanh, kiểm tra các hạng mục công trình, đặc biệt hơn nữa đó là đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, có phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn và thuận lợi nhất cho thí sinh.